Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một bé gái ở xã Vẫn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên bị nước cuốn trôi đã may mắn được người dân giải cứu kịp thời khi đang mắc vào bụt tre. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Tâm có số điện thoại 0982 3 số cuối 112. Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ 3 đối tượng sử dụng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn. Phản ánh của khán giả Minh Phương có số điện thoại 0912 3 số cuối 452. Đốt rơm rạ bùa gặt không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Nam có số điện thoại 0934 3 số cuối 937. Gặp gỡ người giáo viên về hưu truyền niềm đam mê đọc sách cho các em nhỏ ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng qua chia sẻ của khán giả Đỗ Minh Thư có số điện thoại 0841 3 số cuối 634. Thưa quý vị, sau những mùa mưa lũ, ngọn đèo Khánh Lê từ Nha Trang đi Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng lưu ý có một điểm sau khi sạt lở, vách núi đã lộ ra hai tảng đá khổng lồ nằm chênh vênh ngay trên đầu các phương tiện qua lại bên dưới, khiến người đi đường luôn cảm thấy bất an. Theo quan sát, hai tảng đá khá lớn, nằm ở độ cao cả chục mét, lại ở vị trí gần như thẳng đứng sau khi vách núi này bị sạt lở trong mùa mưa lũ trước. Ngay bên dưới là quốc lộ 27C, có rất đông xe cộ qua lại, vì vậy luôn gây bất an cho các phương tiện khi chạy qua đây. Được biết, những năm qua, ngành chức năng quản lý đường đèo Khánh Lê đã tìm mọi cách để khắc phục, như do hai tảng đá quá lớn, nặng cả ngàn tấn, lại nằm lưng chừng núi nên rất khó giải quyết, chỉ cắm dựng nhiều biển cảnh báo cho các phương tiện khi chạy đến đoạn đường này. Một đoạn video clip ghi lại cảnh bé gái bị nước cuốn trôi, may mắn được người dân ứng cứu kịp thời, lan truyền trên mạng xã hội mới đây đã gây được nhiều sự chú ý của dư luận. Mặc dù nước chảy xiết, cộng với việc bé gái đang trong trạng thái hoảng loạn, thế nhưng người đàn ông vẫn thành công trong việc cứu một bé gái vào bờ. Và hiện nay chưa rõ khoảng thời gian diễn ra sự việc, tuy nhiên theo những diễn biến trong đoạn video thì địa bàn nơi xảy ra sự việc thuộc xã Vẫn Mễ, huyện Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên. Theo diễn biến trong video, giọng một phụ nữ trung niên chia sẻ khi đang làm ruộng thì nghe thấy tiếng kêu cứu của một bé gái ở dưới suối. Nguyên nhân sự việc được cho là do em nô đùa với bạn nên bị đẩy ngã, nhưng do thấy dòng nước chảy xiết nên người phụ nữ đã phải gọi người thân tới hỗ trợ. Trong quá trình đưa bé gái lên bờ, người đàn ông đã gặp khá nhiều khó khăn khi phải cố vượt qua dòng nước chảy mạnh. Cộng với việc bé gái đang trong tâm lý hoảng loạn nên có lúc không chịu nằm yên. Tuy nhiên, nhờ sức khỏe và sự trấn an kịp thời, người đàn ông cũng đưa được bé gái vào bờ an toàn. Thời điểm lên bờ, những người có mặt đều vô cùng hốt hoảng khi bé gái do quá trình ngâm nước lâu nên da dẻ đã tím tái, lời nói lắp bắp có lẽ vì lạnh và sợ. Vì vậy, những người có mặt chỉ biết tạm thời đưa bé về nhà để ổn định tâm lý và chăm sóc, rồi chờ bàn giao về với gia đình. Anh quay lưng vào, anh cho nó đứng vào chỗ lúc nãy, quay lưng vào. Ôm chặt vào. Ông cho bà chú để chú ấy. Đây này, ra chỗ đây này. Đấy, mẹ mày xuống đấy. Sâu lắm, chỗ này sâu lắm đấy. Ui, im, không sợ quá. Không sợ rồi, các chú kéo con rồi. Được rồi. Con bám vào chú đi. Con bám vào chú đi. Nó bảo nhà nó ở Hái Hoa 1. Chả biết xuống lâu chưa chú. Ôi, tay tím tái vào kìa con ơi. Có mấy đứa con? Còn ai nữa không? Còn ai không? Hay có mỗi mình con? Còn ai không? Có mỗi mình con là mất cả xe đạp, mất cả điện thoại. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Thôi xe đạp cũng được, thôi cứu được con là tốt lắm rồi. Nhà con ở đâu? Có nhớ nhà không? Nhớ không? Đi về, đi về. Đi về chú, nhà bác đi, để bác chú, ấy cho. Chú đưa con về nhà con thôi. Chú đưa con về nhà nhá. Nhá. Ừ đi. Tại những nơi tập trung đông người như là lễ hội, hội chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hay là bệnh viện, các đối tượng xấu thường giả dạng khách tham quan mua sắm, người đi khám bệnh để trà trộn vào đám đông và thực hiện hành vi móc túi, giật dây chuyền, điện thoại cũng như những tài sản có giá trị khác. Thông thường thì chúng tổ chức thành nhóm gồm có nhiều đối tượng,
có sự phân công nhiệm vụ trong quá trình gây án nhằm dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội và tránh bị phát hiện bắt giữ. Vì vậy, người dân cần phải hết sức cảnh giác. Tối ngày 20 tháng 5, một nhóm đối tượng đã thuê xe ô tô từ tỉnh Long An đến hội chợ thương mại Thái Lan được tổ chức tại thành phố Bến Tre, với ý đồ là trà trộn vào khu vực đông người để cướp giật tài sản. Tại đây, các đối tượng này đã dàn cảnh cướp giật hai sợi dây chuyền và một nhẫn vàng của hai khách tham quan với tổng trị giá gần 80 triệu. Sau khi sự việc diễn ra, Công an thành phố Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ. Qua đó đã bắt được nhóm thủ phạm gây ra hai vụ cướp giật trên, gồm 17 đối tượng ngụ tại tỉnh Sóc Trăng và An Giang. Cầm đầu nhóm này là Tô Thị Bé Bảy, sinh năm 1964 và Nguyễn Công Ngọc, sinh năm 1966, cùng ngụ tại tỉnh Sóc Trăng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can. Thấy như kia giật thì tôi vô sát vô, còn tôi giật thì người ta súng lại sát vô vậy thôi. Những người khác đứng xung quanh. Dạ, xung quanh. Mục đích là gì? Là mục đích để chùm, để tôi giật. Sau khi giật thì tiền ra? Sau khi giật thì tiền lại cho nhưng mà mở cò. Rồi mở cò mới đưa lại cho ông Bảy. Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này là khi phát hiện khách tham quan mang tài sản có giá trị cao, bọn chúng liền vây quanh bị hại, tạo cảnh đông người chen lấn để móc túi hoặc ra tay cướp giật rồi nhanh chóng truyền tay cho đối tượng khác. Nếu bị hại phát hiện, truy đuổi sẽ bị những tên còn lại cản đường, tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát. Để yên tâm mua sắm và vui chơi giải trí ở trong các lễ hội hay là đến các chợ siêu thị thì người dân chúng ta khi đến đó không nên đeo trang sức, đặc biệt là dây chuyền. Đối với khi mà chúng ta đeo rồi thì nên mặc áo khoác trùm kín lại để tránh bị đối tượng phát hiện. Thứ hai, đối với tài sản khác như điện thoại di động hay là tiền thì chúng ta nên để trong túi sách hoặc khóa kín lại, hoặc nếu để trong túi quần thì có gài kim lại để không bị phát hiện. Trường hợp mà khi đối tượng đã gây án thì chúng ta phải kịp thời bình tĩnh và truy hô để các lực lượng chức năng ở xung quanh bao vây hỗ trợ truy bắt đối tượng. Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản ở những nơi tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội, hội chợ, thường đến từ các địa phương khác. Do đó, công tác rà soát, sàng lọc nhằm ngăn ngừa, răn đe gặp nhiều khó khăn, nên các đối tượng xấu vẫn có thể trà trộn để hoạt động. Vì vậy, mọi người khi đến những nơi tập trung đông người cần thực hiện tốt khuyến cáo của cơ quan công an để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản của cá nhân. Công an Bình Định vừa điều tra và bắt giữ 3 đối tượng sử dụng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đây là nhà của ông Bùi Quốc Thành, 51 tuổi, chú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, cũng chính là hiện trường của vụ ném bom xăng xảy ra vào khuya ngày 18 tháng 6. Lúc này gia đình ông Thành đang ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng nổ lớn, đồng thời lửa xuất hiện bao trùm toàn bộ mặt sân trước nhà. Xung quanh đám cháy lại có nhiều xe máy và các vật dụng khác dễ bắt lửa. Nếu không phát hiện và dập tắt kịp thời thì hậu quả thật khó lường. Nhận tin báo, Công an huyện Vân Canh đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết cùng một số vật chứng có liên quan, đồng thời khai thác hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình ông Bùi Quốc Thành cùng một số thông tin từ người dân xung quanh để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án. Sau khi tiếp nhận thông tin thì Công an điều tra đã đưa ra các giả thuyết và nhắm hướng đến là nghi vấn về cái sự mâu thuẫn trong đời sống xã hội của người nhà nạn nhân. Thông qua đó là đã rà soát được đối tượng nghi vấn. Do đó thì ngay trong đêm ngày 19 tháng 6 thì cơ quan điều tra đã truy tìm và triệu tập đối tượng đến cơ quan điều tra để làm việc. Và đến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 6 thì cơ bản đã làm việc được tất cả các đối tượng. Với tinh thần quyết tâm cao và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 6, Công an huyện Vân Canh đã làm rõ và bắt khẩn cấp 3 đối tượng manh động thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà ông Bùi Quốc Thành. Đó là Nguyễn Phi Hùng sinh năm 2000, Lê Văn Thảo sinh năm 2005, cùng chú thị trấn Vân Canh, và Nguyễn Văn Em sinh năm 2003, chú xã Canh Hiệp.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Phi Hùng từng là con rể của ông Bùi Quốc Thành và trong khoảng thời gian này, hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình. Hùng và người nhà ông Thành từng nhiều lần lên mạng xã hội đe dọa và xúc phạm nhân phẩm lẫn nhau. Sau đó, Nguyễn Phi Hùng nhờ Lê Văn Thảo và Nguyễn Văn Em thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà ông Bùi Quốc Thành. Ông Hùng có nhờ em là kêu là chút nữa ném bom xăng vô nhà vợ của anh dùm cái. Có gì thì anh lo chứ. Kêu lỡ mà mày thoát thì mày trở hết nó, còn mà mày dính vô pháp luật thì anh lo chứ. Ông đã nhảy xuống xe anh đi quật qua bên mép nhà. Ông đồng sóc chai xăng lên ném. Đốt lên ném. Ném rung quá ném ra ngoài hiên, đâu dám ném vô nhà đâu. Ông đã bỏ em chạy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Canh đã ra quyết định bắt tạm giam 3 đối tượng trên về hành vi giết người, đồng thời củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Thời điểm này đang là mùa thu hoạch lúa ở nhiều nơi, trên những cánh đồng không khó để bắt gặp cảnh nông dân đốt rơm rạ sau khi gặt lúa. Theo các chuyên gia, đây là việc không nên làm vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tầm nhìn và đặc biệt là trên các tuyến đường giao thông. Đây là hình ảnh ghi lại cảnh đốt rơm rạ sau thu hoạch trên cánh đồng thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Lửa bốc ngùn ngụt, khói theo gió bay mù mịt, bốc mùi ngái, khét, rất khó chịu, cảm giác như ngộp thở khi đứng gần. Do cánh đồng nằm ngay chân đê ven sông Văn Úc nên khói theo gió thổi không vào khu dân cư gần đó. Tuy nhiên, ngôi chùa nằm dưới chân đê hứng chọn làn khói này. Dù đã được cảnh báo về sự ảnh hưởng xấu tới bầu không khí nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra vào mùa gặt, không chỉ riêng ở địa phương này mà còn ở khắp nơi mà chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để. Việc đốt rơm rạ sẽ tạo ra một lượng lớn các khí có hại cho sức khỏe con người, làm tăng lượng khí thải vào bầu khí quyển. Khi rơm rạ bị đốt cháy sẽ biến thành khí độc hại cho bụi, kim loại như chì, thủy ngân, kẽm, arsen. Hơn nữa, khói rơm rạ thường có tính cay, làm chảy nước mắt, gây kích thích phản ứng ở họng, làm người hít phải bị ho, hắt hơi, buồn nôn, thở khò khè hoặc có cảm giác ngạt thở. Khói sinh ra từ quá trình đốt ngoài trời còn gây khói mù và ảnh hưởng đến tầm nhìn, đặc biệt trên các đoạn đường giao thông, đồng thời có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến lưới điện ở gần. Thưa quý vị, rơm rạ hiện không còn là chất đốt chủ yếu ở nông thôn, vì vậy sau mùa gặt, người dân hay đốt ngay tại cánh đồng. Nhiều người cho rằng việc đốt đồng có thể tạo ra dinh dưỡng cho đất, giúp cải tạo đất, tiêu diệt côn trùng trú ẩn trong rơm rạ. Tuy nhiên, việc làm này chẳng những không tạo ra dinh dưỡng mà ngược lại. Theo nghiên cứu của một số nhà khoa học, thì rơm rạ là một nguyên liệu đa dụng, không phải là rác thải. Hiện nay, khoa học nông nghiệp chỉ ra nhiều cách để sử dụng rơm rạ có thể thực hiện đại trà nhiều nơi như là làm thức ăn cho gia súc, đặc biệt ở những nơi hoặc là trong mùa thức ăn hiếm ít. Nhiều nông dân còn biết ủ rơm kỵ khi mà ngay trên đồng ruộng để có loại rơm chất lượng hơn cho gia súc. Hay như là việc trồng nấm rơm hiện nay đã được canh tác rất phổ biến ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Đây là một loại nông sản rất tốt. Ước tính ra rằng cứ 1 tấn rơm rạ đem đi trồng nấm sẽ có thể thu hoạch được 780kg nấm rơm tươi. Vùi rơm rạ vào đất là cách khá đơn giản, giúp đất trồng có thêm đạm và chất hữu cơ hơn. Bên cạnh đó, thì rơm rạ còn có thể dùng để sản xuất phân bón hữu cơ, than sinh khối, sản xuất ethanol, giấy, vật liệu xây dựng như là bê tông siêu nhẹ, đệm lót vận chuyển hàng hóa dễ vỡ, vận chuyển hoa quả. Vì vậy, đốt rơm rạ thực sự vừa gây lãng phí tài nguyên và vừa gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống ma túy, vào sáng 24 tháng 6, Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với thị xã Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ meeting và ra quân diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Ngày sau lễ phát động, hơn 200 đoàn viên thanh niên và lực lượng công an Hải quan Hà Tĩnh đã ra quân để tuyên truyền về nạn ma túy.
Hậu quả do ma túy gây ra hết sức nặng nề cả về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân. Đó cũng là một trong những nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh tội phạm, hủy hoại sức khỏe, làm suy thoái nhân cách đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, nhất là gia tăng sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để thực hiện hành vi phạm tội. Thông qua lễ diễu hành nhằm kêu gọi người dân cùng chung sức, đồng lòng, tuyên truyền đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy. Các nhà trường tăng cường giáo dục, phổ biến về tác hại của ma túy, cách phòng chống ma túy học đường để nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên trong việc phòng chống hiểm họa ma túy. Đẩy mạnh các hình thức cai nghiện tập trung và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác quản lý người nghiện sau cai nhằm giảm tỷ lệ người tái nghiện ma túy, tăng cường đấu tranh truy quét tội phạm ma túy và kiểm soát tiền chất ma túy. Tập trung triệt phá các điểm tụ điểm ma túy phức tạp, nhất là các điểm tụ tập sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, cần sa và các chất hướng thần mới, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới triệt tiêu ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Làm thế nào để có thể khơi dậy niềm đam mê đọc sách ở trẻ em? Đây đang là vấn đề được nhiều bậc cha mẹ quan tâm trong thời gian gần đây khi sự lên ngôi của các trò chơi điện tử, mạng xã hội đã và đang tác động không nhỏ tới thói quen sinh hoạt của các em. Với cùng nỗi băn khoăn như vậy, một cô giáo về hưu tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã có cách làm riêng để truyền cảm hứng đọc sách cho các em nhỏ, tạo không gian để các em làm bạn với sách. Đều đặn vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, sân vườn nhỏ bé của cô giáo Lê Thị Châu tại số nhà 158, đường Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà lại trở nên rộn ràng khi các bạn nhỏ tập trung về đây để đọc sách. Với phương châm cũ người mới ta, cô giáo Châu khuyến khích các bạn nhỏ mang sách cũ đến để đổi sách mới. Điều này không chỉ giúp các em hiểu được giá trị của sách mà còn giúp các bạn nhỏ giao lưu, trao đổi kiến thức qua từng đầu sách đã đọc. Dạ, lúc trước là con không có thích đọc sách, nhưng mà sau khi tham gia lớp học của cô Châu thì con thấy là đọc sách rất là vui, nên là con bắt đầu dần cảm thấy rất thích đọc sách. Khi mà con không có công việc ý kiến thức là con sẽ ra đây mượn sách cô Châu về đọc. Nghỉ hưu đến nay đã gần 10 năm, cũng chính là ngần ấy thời gian cô giáo Lê Thị Châu kiên trì kêu gọi vận động các bạn nhỏ trong khu dân cư đến nhà để đọc sách. Đến với những buổi sinh hoạt chung, các bạn nhỏ được cô Châu tư vấn chọn đọc những cuốn sách hợp lứa tuổi, truyền đạt cách đọc sách đúng phương pháp. Và niềm hạnh phúc của cô giáo về hưu chính là được nhìn các độc giả nhí say sưa bên từng trang sách. Ngoài sách ra, chúng tôi cũng có những cái là sách học nữa. Có nhiều em điều kiện không có điều kiện để mà mua những cái bộ sách mới của năm mới. Thì chúng tôi với là cũng là vận dụng, xin những cái bộ sách mà các em đã dùng qua rồi với mẹ em năm nó học lớp 5 thì chúng tôi xin và cho tiếp tục cái lần luân phiên như vậy để cho các em có cái hoàn cảnh khó khăn là có những cái bộ sách mới để đi học. Thấy niềm đam mê sách từng ngày được vun vén nơi các con, nhiều phụ huynh cảm thấy vui mừng và cảm phục trước việc làm đầy ý nghĩa và sâu sắc của cô giáo Lê Thị Châu. Chị Châu mở ra cái lớp học này nó rất là ý nghĩa. Nhất á là để cho cháu nó bỏ bớt cái thời gian mà xem game, xem các cái điện thoại. Và cái thứ hai nữa là nó học được, nó đọc được những cái sách có bổ ích cho nó. Trong thời đại số phát triển hiện nay, việc đọc sách không còn là phương thức tiếp cận thông tin phổ biến. Tuy nhiên, đọc sách truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng và mang giá trị bền vững. Những việc làm ý nghĩa của cô giáo Lê Thị Châu sẽ giúp các em ý thức được tầm quan trọng của sách, tạo dựng văn hóa đọc và qua đó hướng các em tới những điều tốt đẹp, nhân văn và nhiều cảm xúc. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát trong ngày hôm nay. Sau những mùa mưa lũ, ngọn đèo Khánh Lê từ Nha Trang đi Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng,
Đáng lưu ý có một điểm sau khi sạt lở vách núi đã lộ ra hai tảng đá khổng lồ nằm chênh vênh ngay trên đầu các phương tiện qua lại bên dưới, khiến người đi đường luôn cảm thấy bất an. Được biết những năm qua, ngành chức năng quản lý đường đèo Khánh Lê đã tìm mọi cách để khắc phục. Nhưng do hai tảng đá quá lớn, nặng cả ngàn tấn, lại nằm lưng chừng ngay trên vách núi gần như thẳng đứng, khiến ngành chức năng bất lực, chỉ cắm dựng nhiều biển cảnh báo cho các phương tiện khi chạy đến đoạn đường trên. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912, là số cuối 456. Một đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị nước cuốn trôi, may mắn đã được người dân ứng cứu kịp thời, lan truyền trên mạng xã hội mới đây đã gây được nhiều sự chú ý của dư luận. Mặc dù nước chảy xiết cộng với việc bé gái đang trong trạng thái hoảng loạn, nhưng người đàn ông vẫn thành công trong việc cứu bé gái vào bờ. Hiện chưa rõ khoảng thời gian diễn ra sự việc, tuy nhiên, theo những diễn biến trong đoạn video, thì địa bàn nơi xảy ra sự việc thuộc xã Phẫn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Tâm có số điện thoại 0982 3 số cuối 112. Tại những nơi tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, các đối tượng xấu thường giả dạng khách tham quan, mua sắm, người đi khám bệnh, trà trộn vào đám đông để móc túi, giật dây chuyền, điện thoại và những tài sản có giá trị khác. Thông thường chúng tổ chức thành nhóm nhiều đối tượng, có sự phân công nhiệm vụ trong quá trình gây án nhằm dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội và tránh bị phát hiện, bắt giữ. Vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác. Phản ánh của khán giả Phạm Tuấn Trung của số điện thoại 0374 3 số cuối 534. Công an Bình Định vừa điều tra bắt giữ 3 đối tượng sử dụng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Phi Hùng từng là con rể của ông Bùi Quốc Thành và trong khoảng thời gian gần đây, hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình. Sau đó Hùng đã rủ hai đối tượng khác tiến hành ném bom xăng vào nhà ông Thành. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Canh đã ra quyết định bắt tạm giam 3 đối tượng trên về hành vi giết người. Phản ánh của khán giả Minh Vương có số điện thoại 0912 3 số cuối 452. Thời điểm này đang là mùa thu hoạch lúa ở nhiều nơi, trên những cánh đồng không khó để bắt gặp những cảnh nông dân đốt rơm rạ sau khi gặt lúa. Theo các chuyên gia, đây là việc không nên làm vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tầm nhìn, đặc biệt trên các tuyến đường giao thông. Trong khi đó, hiện nay khoa học nông nghiệp chỉ ra nhiều cách sử dụng rơm rạ có thể thực hiện đại trà, như làm thức ăn cho gia súc. Nhiều nông dân còn biết ủ rơm kỵ khí ngay trên đồng ruộng để có loại rơm chất lượng hơn cho gia súc. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Nam của số điện thoại 0934 3 số cuối 937. Hướng ngày toàn dân phòng chống ma túy, sáng ngày 24 tháng 6, Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức meeting và ra quân diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Ngay sau lễ phát động, hơn 200 đoàn viên thanh niên và lực lượng công an, Hải quan Hà Tĩnh ra quân tuyên truyền về nạn ma túy đã và đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo của số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Làm thế nào để khơi dậy niềm đam mê đọc sách ở trẻ em? Đây đang là vấn đề được nhiều bậc cha mẹ quan tâm trong thời gian gần đây khi sự lên ngôi của các trò chơi điện tử, mạng xã hội đã và đang tác động không nhỏ đến thói quen sinh hoạt của các em. Với cùng nỗi băn khoăn như vậy, một cô giáo về hưu tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã có cách làm riêng để truyền cảm hứng đọc sách cho các em nhỏ, tạo không gian để các em làm bạn với sách. Chia sẻ của khán giả Đỗ Minh Thư có số điện thoại 0841 3 số cuối 634. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.